đây trang trí đèn rất đẹp nha, những cái đèn trái bí và những cái trang trí bánh trung thu thể hiện cái ngày Tết trung thu rất là rõ nét. Chúng ta thấy đây là giao lộ Lão Tử và Phùng Hưng. Đi thẳng đường này mình sẽ đến cái đường Tổng Đốc Phương ngày xưa nè, lên cao, khổ qua cà chớn, quán khổ qua cà chớn. Không giống như là khổ qua cà tím nên ta dồn chả cá vô rồi nước sốt vô. Và phía trước chúng ta đó là đèn Năm Ngọn. Và đến đây thì em cũng xin tạm dừng cái video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Một số hình ảnh về cung đường Phùng Hưng, một đoạn đường chợ thủ đô ngày xưa về đêm với những cái hàng quán ăn uống rất là đông đúc và tấp nập. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Hồng Bàng và Châu Văn Liêm. Theo hướng camera đó là đường Hồng Bàng, và chút xíu nữa ta sẽ đi về một ngôi chợ. Và hiện tại nơi đây là giao lộ Hồng Bàng và Châu Văn Liêm, và đi tới một tí nữa đó là có trường Hồng Bàng, và bên tay phải đây là cái đường Châu Văn Liêm, cũng là đường Tổng Đốc Phương ngày xưa. Con đường rất là đông đúc và tấp nập, lúc nãy chúng ta vừa đi qua đó. Và theo hướng ngược lại chúng ta sẽ đi về con đường đó là đường Thuận Kiều, đi đến khu chợ Tân Thành và bệnh viện chợ Rẫy. Và nơi đây buổi sáng có rất là nhiều người chơi chim, chim kiển. Và đây chúng ta thấy những hàng bánh trung thu rất là đông khách mua nè. Và bây giờ là cuối mùa rồi, nên mình nhìn thấy mua 1 tặng 4 luôn, mua 1 thành 4 luôn nè. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn bà con mình chúng ta cùng đi đến một ngôi chợ, đó là chợ thủ đô, về đêm, để xem những hình ảnh về đêm ở chợ thủ đô như thế nào ha. Và chúng ta sẽ xuất phát từ khu vực building Thuận Kiều Plaza, Garden Mall ngày nay. Ngày nay thì Garden Mall có những cái khu vui chơi, công viên, rồi cây xanh rất là đẹp. So với ngày xưa thì khác rồi ha. Và ở trên kia thì có rất là nhiều những cái lốc nhà, nhưng mà theo nhìn thấy thì cũng chưa có người ở nữa, khó bán lắm. Vì ở đây mang tiếng là cái tòa nhà ba cây nhang rồi, cũng hơi khó cho mọi người lại đây mua ở. Nhưng mà ngược lại thì ở phía dưới cũng rất là sầm uất, với những cái trang trí, rồi những cái nhà hàng, những cái quán ăn, những cái khu vui chơi con nít cũng rất là sung. Nhưng mà từ vì những cái khu nhà ở trên thì đang mang tiếng nên thành ra hơi khó bán. Và hành trình hôm nay chúng ta cùng đi về ngôi chợ, xuất phát từ cái khu vực Garden Mall. Và bên tay trái chúng ta đó là đường Phùng Hưng. Ở đây trang trí đèn rất đẹp nha, những cái đèn trái bí và những cái trang trí bánh trung thu thể hiện cái ngày Tết trung thu rất là rõ nét. Chúng ta nhìn bên kia đường đó là đường Phùng Hưng, một cái con đường tối. Đường bị mưa hay sao? Đó, hôm nay Sài Gòn chợ lớn đông đúc tấp nập, mà nếu mà mưa là sẽ rất là buồn ha. Thì hôm nay nhân một chuyến rong chơi thì chúng ta cùng đi cho tới luôn. Mình đi từ cái Đại Thế Giới rồi, mình đi đến khu vực này luôn, chợ Thủ Đô. Bây giờ mình sẽ qua đường nha. Xe hơi đông, chúng ta đợi chút xíu. Hy vọng trong những hình ảnh này cũng mang đến cho cô chú anh chị những cái thông tin gì đó và những cái hình ảnh nào đó để chúng ta thấy được Sài Gòn chợ lớn ngày hôm nay về đêm cũng an ninh và không có những cái tệ nạn như ngày xưa. Đó, và nhìn qua cái Garden Mall về đêm rất là đẹp nè, lên đèn đẹp thấy chưa. Và ở trên nếu chúng ta nhìn kỹ thì vẫn chưa có người ở. Và nếu chúng ta ở đây thì cái view của chúng ta sẽ nhìn qua cái dãy nhà xưa nè, báo Sài Gòn Giải Phóng, tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng ở đây. Và có một cái con đường, đó là đường Phùng Hưng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vô đường Phùng Hưng này để xem buổi tối ở ngôi chợ Thủ Đô của chúng ta như thế nào ha. Biết đâu trong những hình ảnh này gợi lên cho cô chú anh chị những cái ký ức về ngày xưa khi mà mình còn ở Sài Gòn và cũng đến ngôi chợ này để ăn cái gì đó, uống cái gì đó về đêm, cũng rất là thú vị ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi vô nha. Và đầu đường chúng ta thấy có cái quán nước mía. Đó, quán nước mía, xe nước mía. Và ở đây ngày xưa không biết là công trình gì nhưng mà mình thấy cái tòa nhà này là báo Sài Gòn Giải Phóng. Và phía trước cái tòa nhà có một cái xe hủ tiếu. Hủ tiếu xào, hủ tiếu mì xào giòn, rồi cơm chiên cá mặn. Đó. Và ở đây chúng ta thấy có những cái dãy nhà rất là xưa nè. Và nếu mà đi ban ngày thì không thể nào thấy được, tại vì những cái cây dù á, những cái dù che rồi, cái dù của người bán ở chợ này nè, họ đã che, mình chỉ thấy ở dưới thôi. Và đi buổi chiều hoặc ban đêm mình mới nhìn thấy được phía trên ha. Và con đường này cũng không có quá dài, chỉ nối liền từ Hồng Bàng, Garden Mall, Thuận Kiều cho đến bến Châu Văn Liêm, bến Hàm Tử, bến không phải bến Châu Văn Liêm thì quên, bến Lê Quang Liêm và bến Trần Văn Kiểu ngày xưa đó. Rồi ngay là đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Chúng ta thấy đây là giao lộ Lão Tử và Phùng Hưng. Đi thẳng đường này mình sẽ đến cái đường Tổng Đốc Phương ngày xưa nè. Ở đầu đường này có bán cơm cô Năm, họ bán bún thịt nướng cô Năm. Và đến đây có một cái quán ăn cũng rất là đông đúc. Khi đến đây thì chúng ta thấy cảm giác như là mình đi ở Hồng Kông vậy đó. Hàng quán ăn uống, xe nước mía, rồi sinh tố, ăn là phát, bò viên, tả bí lù, khói bốc lên. Ở đây bánh xèo, khói bốc lên cao, khổ qua cà chớn. Quán khổ qua cà chớn. Không giống như là khổ qua cà tím, cho nên ta dồn chả cá vô rồi nước sốt vô. Mình đặt tên cho là lạ. Và đây có cơm tấm. Đây cơm tấm bì chả, lạp xưởng, thịt kho trứng. Và đầu chợ thì có cô bán trái cây, những cái trái táo, trái lê, trái đào, trái ổi, thanh long, măng cục, quýt, cam. Đó, mình nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè đó. Với những cái dãy chung cư bốn mặt là bốn chung cư luôn, nhưng mà có một chung cư thì đã giải tỏa rồi, nên chúng ta chỉ nhìn thấy ba chung cư thôi ha. Bên đây thì giải tỏa rồi nè. Và con đường này là con đường Nguyễn Trãi hướng về quận Nhất, từ con đường Lục Tỉnh. Và bên đây cũng có một cái cô bán trái cây. Bên đây thì ít hơn. Rồi chúng ta tiếp tục đi một đoạn nữa đến đèn Năm Ngọn, rồi chúng ta sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay ở con đường Phùng Hưng, chợ Thủ Đô về đêm, để các anh chị các bạn có thể hình dung được cái hình ảnh của ngày xưa, và mình thấy được cái hình ảnh ngày nay, để khi có dịp chúng ta đến Sài Gòn và mình biết được ở đây là như thế nào ha. Gần khu vực này có một cái chùa nữa, chùa Bà. Khu vực này có rất là nhiều chùa. Và chúng ta tiếp tục. Ở đây có chú bán bánh bột chiên, bánh hẹ. Bánh hẹ với bột chiên, bánh tổ. Đây là bánh trong bánh bao vậy, nhưng mà có hình hoa sen. Thì em quên tên là gì rồi. Những cái loại bánh cúng của người Hoa đó. Ta nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua nè. Đối với đoạn này thì rất là vắng, và do là cái chung cư ở bên đây đã giải tỏa nên không có còn sầm uất tấp nập như ở cái đoạn lúc nãy. Đoạn này ngày xưa cũng giống như đoạn lúc nãy chúng ta vừa đi qua vậy đó, nhưng mà do ở đây thì họ đã giải tỏa nên thành ra mình nhìn thấy vắng lặng một con đường. Và phía trước chúng ta đó là đèn Năm Ngọn. Và đến đây thì em cũng xin tạm dừng cái video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Một số hình ảnh về cung đường Phùng Hưng, một đoạn đường chợ Thủ Đô ngày xưa về đêm, với những cái hàng quán ăn uống rất là đông đúc và tấp nập. Đèn Năm Ngọn này, khu vực đèn Năm Ngọn đây nè. Và bên kia là cái Thương Xá Đồng Khánh và chợ Giải Sói Kình Lâm. Đi đến một tí nữa theo con đường Đồng Khánh Trần Đạo này thì chúng ta sẽ đến một cái nhà thờ, đó là nhà thờ Phanxicô, nhà thờ Cha Tam. Mình nhìn ở khu vực đèn Năm Ngọn này ha, với bên đây là hàng quán ăn uống, và kế bên đó nữa đó là cái quán chè. Quán chè ma rất là đông và ngon. Để tiện việc xem lại các video thì cô chú anh chị có thể bấm vào nút đăng ký và hình cái chuông để khi em có video mới nó sẽ hiện lên để các anh chị các bạn xem và không cần phải tìm kiếm. Và nếu anh chị các bạn cô chú mình xem TV thì có thể bấm vào hình biểu tượng search và gõ Vinh Lâm TV, hoặc là theo hàng ngày khung giờ 7 giờ Việt Nam và 19 giờ Việt Nam thì em sẽ post video lên. Các anh chị các bạn có thể bật TV lên và xem rõ hơn ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân đây thì em cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.